Kia ra cô tô các bạn ha. Sau khi thi lý thuyết đậu rồi, thì bây giờ mình sẽ thi thực hành, và thực hành sẽ như thế nào nha, mình cho anh chị coi để anh chị biết nhé. Sau thực hành thì lúc thi lý thuyết thì 16 tuổi anh chị có thể thi lý thuyết được rồi ha, xong, và 16 tuổi rưỡi là anh chị có thể thi thực hành được, gọi là bằng restricted license, gọi là bằng lái xe thực hành có giới hạn nhé. Và sau khi anh chị lấy bằng lý thuyết xong thì 6 tháng sau anh chị mới thi được bằng thực hành đó. Cho nên khi mà cái video trước mình nói là anh chị 16 tuổi học lý thuyết được rồi, thì 16 tuổi rưỡi thi bằng giới hạn được rồi nhé. Rồi đây nó ghi rõ 16 tuổi rưỡi nha. Đó. Thì anh chị phải, đây người ta nói là anh chị phải thực hành lái xe cho quen ha, thuộc ở tất cả rồi mới đi lái nha. Rồi về đăng ký thi thì anh chị book test online, anh chị vô nhấp vào đây book test online thì anh chị đăng ký admission online nhé, dễ. Hoặc là anh chị khó khăn với online quá thì anh chị chạy đến trung tâm AA, AA là trung tâm thi lái xe, thì anh chị đến đó anh chị book đó, anh ta book cho nha. Về hồ sơ để mà nộp thi thực hành thì bao giờ mà điền một cái form để điền bộ hồ sơ, phải có ID của mình ha, passport của mình, rồi phải làm cái eye test, đo thị lực, hình ảnh, chữ ký. Và phí thi là 167 đô chấm 5. 167 đô chấm 5 thì nó tầm khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 3 gì đó các bạn ha. Đó là thi thực hành giới hạn nha, 2 triệu 2, 2 triệu 3. Lần lý thuyết là 90 mấy đô, 100 đô, đây 1,5 triệu nữa là tầm là 3 triệu 7 các bạn ha. Tổng cộng là 3 triệu 7 đó, anh chị thi 3 triệu 7 đó nha. Nó vẫn rẻ ở Việt Nam rất là nhiều các bạn. Và 1,6 167 đô chấm 5 này các anh chị được thi hai lần nha, lần một rớt anh chị thi tiếp lần hai miễn phí, và lần thứ hai rớt nữa, lần thứ ba anh chị bị đóng thêm 102 đô nha. Cho nên thi mà cố gắng thi thì mình phải cho đậu nhé, thi hai lần phải đậu nhé. Nếu anh chị book rồi mà anh chị cancel ngày book mơ ngày thi khác, anh chị chọn ngày này mà anh chị đổi là ngày khác anh chị phải trả phí nhé. Rồi mình xuống dưới ta yêu cầu những gì ha, những cái thứ mà mình cần phải lưu ý nè. Khi mà anh chị đến thi, anh chị cầm xe đến thi thì anh chị phải có cái learner license nha, có phải phải bằng lý thuyết bên cạnh mình, thì khi mà người chấm thi người hỏi bằng lý thuyết mình đâu mình mới lui ra nhá. Anh chị phải có chữ L, hai chữ L dán trước xe hay là đúng kiểu kích thước nha. Chữ L anh chị hay mua ở AA hoặc là mua những shop 2 đồng gì đó, anh chị dán cho xe nha. L có nghĩa là learner nhá. Anh xe anh chị phải được đăng kiểm nha, phải có thuế đường bộ đầy đủ, không bị hết hạn nhé. Mấy người chấm thi người ta đi xung quanh xe người ta kiểm tra, nếu mà xe anh chị đưa tới mà hết hạn ấy là người ta là không cho thi nhé. Rồi nếu mà anh chị xăng xe phải đủ nha, ít nhất phải trên nửa bình nên chắc anh đấy ha. Nếu mình thi hồ sơ bình thi mình đổ đầy bình luôn nha chắc anh. Trong xe là phải sạch sẽ ha, khi mà người chấm thi vô ngồi xe mà xe dơ hôi thấy hôi quá người ta cũng không ngồi, người ta sẽ không chấm cho bạn nhé. Đó. Cho nên là anh chị phải chú ý khi mà dùng xe mình đi thi thì bắt buộc và xe phải đảm bảo chất lượng ha, thắng xe, còi xe, xi nhan xe, tất cả hoạt động hết đó, mình lưu ý của mình nha. Và thuế đường bộ, thuế đăng kiểm là phải làm đầy đủ ha, không được hết hạn đó. Cho nên anh chị phải chăm sóc xe mình tốt nhé. Đó, như mình nói nè, đèn xe indicator ha, bánh xe cũng không quá non hơi nè, phải test đầy đủ hết, bắt buộc xe mình phải tốt hết nhé. Rồi thi như thế nào? Thi thì anh chị phải gặp người chấm thi ở chỗ gọi là VTNZ nhé. Ở đó người ta sẽ đến và người ta check xe mình trước, sau đó anh chị cuộc thi vậy là 45 phút lái xe nhé. Và sau khi lái xe xong về tới, người ta sẽ đưa anh chị cái feedback và nhận xét anh chị đậu hay không, rớt hay đậu, rớt chỗ nào anh. Rồi về anh chị nói mình tiếng Anh mình dở quá, mình không biết tiếng Anh, bây giờ phải có người đi theo được không? Ok luôn nhé, bạn có thể mang một người tới hỗ trợ cho anh chị ha, phiên dịch đó. Thì anh chị hỏi support person này, anh chị trước khi anh chị thi anh chị cô phải báo nha, người ta cũng ok không có gì đâu. Hồi xưa mình thi mình cũng sợ có cái anh kia ngồi kế bên, ngồi đằng sau thôi, người chấm thi sẽ ngồi đằng trước, mình ngồi đằng sau thì người ta sẽ hỗ trợ mình ha. Đó. Nếu anh chị đậu á thì người ta sẽ đưa cái bằng thực hành tạm thời, và cái bằng cứng người ta sẽ gửi về email nha. Cho nên còn nếu mà anh chị rớt anh phải đăng ký thi lại nha. Và cái bằng giới hạn này có giá trị 10 năm nha, thì đó anh chị có thể thi bằng full, sau khi đó anh chị thi bằng full nha, bằng không giới hạn
Cái bằng giới hạn này thì như anh chị nói đó, thì tí mình sẽ vô mình đưa anh chị coi. Bằng giới hạn này anh chị được phép chở gia đình thôi và không được lái xe từ lúc 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng. Đó, đó bằng giới hạn như vậy ha, chỉ được chở phép chở gia đình nhé, gia đình người trong gia đình thôi. Đây là những thông tin mà anh chị có thể xem tiếp nhé. Rồi sau khi mà anh chị có đậu bằng giới hạn rồi, anh chị muốn thi bằng full thì cũng tùy. Nếu anh chị dưới 25 tuổi thì anh chị phải đợi 18 tháng. Nếu mà dưới 25 tuổi anh chị học thêm cái khóa Advanced Driving Course thì anh chị chờ 1 năm. Đó. Còn anh dưới 25 tuổi nha, anh chị chơi 25 tuổi thì anh chị có thể chờ 6 tháng. Hoặc là nếu anh chị có thể học cái khóa gọi là Advanced Driving Course thì anh chị chờ 3 tháng là thi bằng full được rồi. Đó tùy anh chị thôi. Nếu như hồi xưa mình thi thì mình dưới 25 tuổi mình chờ 18 tháng mình thi cũng chả có gì cả nhé. Đó tùy anh chị muốn lấy bằng full sớm hay trễ. Đó. Cho nên là đây là thông tin của trang web của New Zealand. Đó. Rồi, cái giới hạn là Research License Condition này. Đó. Cái giới hạn mình nói cho anh chị biết ha. Đây nè. Anh chị có thể lái xe từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ chiều. Giữa khoảng thời gian từ 10 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng là anh chị không được lái nha. Anh chị có thể lái, không được lái một mình anh chị mà thì có lái với có người ngồi kế bên thì anh chị có thể lái được nhé. Này, nếu mà mình không có supervisor kế bên đó thì bạn chỉ có thể chở gọi là partner của mình ha, hoặc là những người mà bạn hay những người gọi là partner hay người mình hay vợ hoặc chồng đó. À, chở con cái đó, chở ba mẹ, chở người giám hộ guardian ha. Đó. Chở những người mà họ hàng mà ta ở trên sống trên cái gọi là benefit này ha, anh chị coi ha, hoặc là chở những người mà lúc chăm sóc gia đình mình hoặc là con người này looking after for primary care caregiver ha, những người mà ví dụ trường hợp mà anh chị có nhà có người cần được chăm sóc ấy, thì người đến chăm sóc thì anh chị có thể trở về được nhé. Nó nói chung là chịu chờ được gia đình thôi, anh chắc anh mới đi ha cho khỏe. Đây là những điều kiện như anh chị nè. Rồi nếu anh chị có uống rượu uống bia thì khi mà anh chị mà nếu mà anh chị từ 20 hoặc là lớn hơn thì không anh chị không lái xe nếu mà anh chị có nồng độ cồn 50 mg trong 100 ml máu á, hoặc là 250 microgram trong 1 lít khí thở. Nói chung là bên New Zealand anh chị mình khuyên là đã uống rượu bia thì không lái xe, mà lái xe mà gây tai nạn một cái là anh chị phải ra tòa rồi ảnh hưởng với visa sau này đó. Đó là cái điều kiện của cái bằng lái xe giới hạn nhé, anh chị hãy coi thêm. Thì mình sẽ đính kèm cái website này trong cái video của mình để anh chị hiểu rõ thêm về nhé. Rồi mình tóm lại, phí thi là 167 đô, 2 triệu 2. Anh thì được phép thi 2 lần, thi rớt đóng thêm lần nữa 102. Nên là cố gắng thi phải đậu nha. Rồi anh chị xem tiếp video của mình nhé. Ok, của tôi chào bạn ha. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ những cái tip ha, những cái mẹo mà giúp anh chị thi thực hành ha, Research License tốt đậu ha. Cái bằng thi giới hạn, thực hành giới hạn cực kỳ khó bạn. Mình thấy là cực kỳ khó. Nhiều người thi rất rất, nhiều người thi, người Việt Nam mình, nhiều anh chị thi chục lần rồi vẫn không đậu nổi. Cho nên là anh chị phải chuẩn bị tốt cái phần thực hành của mình nha. Nhưng mà bạn mình thi 2 lần mới đầu ha, lần tiên thi rớt. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ những cái gì người ta hay chú ý ha. Khi anh chị ngồi trên xe, bên người chấm thi sẽ có một cái kính, sẽ dán lên cái chỗ cái kính trước mà chiếu nhìn được cái người lái. Cho nên là khi anh chị lái xe anh chị phải quan sát trước kính chiếu hậu, sau kính chiếu hậu sau nhé. Đó chị đâu phải phải đâu một mấy giây anh chị nhìn trước xong cái mấy chục giây sau nhìn nhìn kính chiếu hậu nhìn sau tí đó đó để mình tăng cái sự quan sát của mình lên nha. Và khi mà anh chị bên bên người chấm thi người ta nói cũng đơn giản lắm ha, mình turn left turn right go straight chain lane này, left right straight đó. Người ta không nói gì nhiều đâu, tại vì người ta biết mình là tiếng Anh không tốt rồi, người ta cũng nói vậy đơn giản. Và trong video mình có trình bày là anh chị hãy thuê nhờ người đi cùng ha, đó, người ta hãy phiên dịch ngồi phía sau nhé, hỗ trợ anh chị được nhé, đó hoàn toàn là ok. Và anh chị phải thông báo với người chấm thi biết nhé. Đó thì bây giờ nếu mà ví dụ như bên mình thi bình thường, ví dụ như là sang trái là mình nhìn kính chiếu hậu, nhưng mà khi anh chị bắt buộc phải nhìn kính chiếu hậu nhưng mà anh chị phải quan sát điểm mù, bắt buộc anh chị phải có động tác là bắt đầu
qua bên phải, nhìn có gì không, mấy giây thì mắt lại nha, bắt buộc phải. Chứ anh chị mà kêu chuyển làn, anh chị cứ nhìn cái chiếc hậu ông chuyển là sẽ bị lỗi nha, bắt buộc anh chị phải mắc cái đầu qua và lại nha. Chỉ làm bên trái, mắc cái đầu qua bên trái, chỉ làm bên trái, bắt buộc phải như vậy vậy nha. Đó. Chứ không phải là cái nhìn kính sợ cái chuyển qua là anh chị hy sinh nha, sẽ bị rớt như vậy. Rồi đến chỗ stop sign, stop anh chị phải bắt buộc phải đánh thắng, bắn không được nhả ra nhấn thắng, phải dừng stop hẳn. Còn we give way thì anh chị bắn xem gì cái ra để không có xe mình dọt. Còn mà stop sign anh chị bắt buộc phải stop nha. Rồi anh chị đến chỗ mà cái đèn đèn vàng như người đi bộ á, thấy người đi bộ anh chị phải dừng nha. Bắt luôn đó, nhìn lúc mình quên chứ bộ, thấy mình chạy luôn là quên ha. Rồi khi anh chị nghèo trái nghèo phải thì bắt buộc nhường xe thẳng tới. Bữa hồi nói mình thấy bạn thầy kêu nghèo phải, nhưng mà mình thấy cái xe rất cũng xa lắm, mình thấy mình cảm giác thi mình thấy nó xa xa mình nghèo luôn. Nhưng mà ông thấy cái không có đó mình phải nhường cho người đi thẳng trước, cũng 50-50 đó. Cho nên là rồi cái khó của thi restrict là parallel back ha. Park. Anh chị đậu xe trước, anh chị lên đậu xe đậu sau xe này đó, cái đó là khó. Rồi anh chị phải luyện tập nhiều lên nha, đó, anh chị phải luyện tập nhiều quá, cách làm giỏi anh chị phải luyện tập và biết mẹ của cái parallel park nha, đó cái đó là khó. Và như nói đó, phần thi của restricted license là 45 phút, mà người ta kỹ lắm, thi anh chị thi đường thành phố nè, đường nông thôn nè, đường cao tốc nè, đường đi ngang đường tàu nè, đó nó người ta sẽ chỉ anh chị lái hết. Khác ở Việt Nam mình là lái mô hình, ở đây không có lái mô hình, đây là thực địa thực chiến luôn ha. Đó cho nên anh chị cứ bình tĩnh, anh chị phải lái xe nhìn nhuyễn nhiều ha, để mình biết tốc độ anh chị phải đi. Dù yêu cầu 50 thì anh chị chạy 50, phần sửa đường mà nó ghi 30 anh chị ghi đúng chạy đúng 30, hoặc là chạy qua school zone anh chị phải chạy hẳn như 30 20 tùy ha. Đó cho nên anh chị phải đúng chạy đúng nha, nếu chạy chậm quá cũng không được mà nhanh quá thì chạy rớt ha. Cho nên là ví dụ tốc độ chạy 50 thì anh chị 50, anh chị 5 52 53 tí không sao ha, mà anh chị lên tháng 56 là anh chị rớt nha. Đó cho nên chạy đúng ha, còn chạy chậm quá thì không được ha. Chậm quá thì anh chị bị lại holding traffic phía sau ha, cho nên là anh chị đúng chạy đúng tốc độ nhé. Đó là một số cái mẹo mình chỉ anh chị ha, qua đường phải quắt cái đầu qua sang làn và nhắc lắc cái đầu qua trái phải lắc qua đàng hoàng ha. Đó để mà chạy nhường đường, stop sign là phải stop, give way là mình nhả bánh từ 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 được nha. Đi chỗ đèn mọi người đi bộ bắt buộc phải dừng, có người đi bộ bắt buộc phải dừng cho người ta đi bộ qua. Đó là bùng binh anh chị nhường bên phải ha. Chạy 2/3 bùng binh thì bắt buộc phải xi nhan biết, nên anh chạy 2/3 bùng binh đó, chạy qua cái ô tim mà xi nhan liền đó, cái anh chị thực hành anh chị sẽ biết ha. Đó đó mình nói là mình cái chia sẻ của mình, thì hy vọng là anh chị coi video đã biết ha, video mình trình bày rõ ràng về thông tin online phí bao nhiêu mình đã trình bày rõ ràng hết rồi, có những cái gì mình chia sẻ. Cho nên anh chị cố gắng phải tự tin tự học lên, không ai thi giúp mình được cả ha. Nên doanh là không thể giúp được, không mua bằng được, cho nên anh chị phải quyết tâm học và thi bằng lái xe, thi bằng thực hành giới hạn là cực kỳ khó ha, không phải dễ. Còn thi bằng full thì dễ lắm ha, còn thi bằng nó giới hạn thì khó. Thì thi bằng full thì mình sẽ trình bày những video tiếp sau nhé. Rồi cảm ơn anh chị đăng ký kênh của mình và chia sẻ kênh mình tới mọi người nhé, để biết thêm về New Zealand và chuẩn bị tốt trước khi và sau khi qua New Zealand nhé. Rồi xin chào anh chị rất nhiều.